vô tình hình là sau bao ngày chờ đợi thì quay bút đã được lên tivi nhưng mà mình không có tiện đăng lên trên channel của mình tại vì lý do bản quyền cho nên là đăng lên nó sẽ khóa luôn cái channel đó cho nên là mình sẽ cho các bạn một số cách để mình xem thứ nhất là các bạn bấm vào đường link ở cái phần mô tả clip mình cách hai là các bạn đọc cái comment ở dưới mình có để link ở dưới comment của clip này luôn thứ ba là các bạn có thể xem ở trên trang facebook cá nhân của mình và thứ tư là các bạn có thể tìm cái chương trình du lịch kỳ thú ở trên youtube và xem ở trên đó mà thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình Tại vì bây giờ là thời buổi tương tác cho nên là mình muốn biết là các bạn có thích cái chuyện mà mình đem cái trò này lên tivi không Và cũng nhớ là like cái clip buổi ghi hình hôm đó Tại vì nhiều khi mình like nhiều á, cái người ta thấy người ta thấy cái trò này được quan tâm Thì người ta sẽ làm lại những cái buổi ghi hình tương tự thì nó có một phần nào đó nó sẽ giúp cái trò này nó được phổ biến cộng rãi tới cái giới trẻ hơn kiểu như được lên tivi thì mấy thằng nó coi nó chơi đó kiểu vậy cũng khá là đáng tiếc tại vì người ta cắt của mình khá là nhiều hôm bữa ghi hình mình có nói sơ qua về cái cách tập trò này à, diễn đàn facebook Việt Nam rồi những cái shop mua mod cũng như là làm thế nào để mà mình bơ được những cái người mà người ta nói xấu cái trò này để loại đó à, nhưng mà rất là đáng tiếc là đã bị cắt à, và cũng có nhiều bạn thì có có một số người thì người ta cũng có chửi mình tại vì mình lên một mình đó, kiểu như lên một mình như vậy thì mình nói luôn là tại vì cái chương trình nó mời chỉ có một mình mình thôi. Ban đầu thì nó mời cả nguyên một cái hội, một cái câu lạc bộ uh, Facebook luôn nhưng mà bên câu lạc bộ thì không có trả lời bên đài cho nên là có thể là cái kịch bản nó đã bị đổi và nó chỉ mời có một mình mình thôi cho nên là mình cũng không có không có tiện mà mình dẫn thêm bạn bè gì tự nhiên người ta mời mình mà mình dẫn thêm chục đứa nữa thì chắc nó đuổi về đó cho nên là nếu mà bạn nào mà nghĩ là mình đánh lẻ mình ăn gian kiểu như đồ thằng này cô đi có một mình mẹ không có rủ anh em lên thì cái đó thì mình mong các bạn là xem thấy các bạn hiểu cho mình và ok thì cái clip này xin dừng lại ở đây và những cái clip hướng dẫn mới của mình thì sẽ được đăng lên trong thời gian sắp tới và nếu các bạn một lần nữa thì thấy hay thì có thể like share và subscribe để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.